Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Dục Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và altcoin theo direction. Và như thường lệ thì chúng ta đã gặp nhau sau một tuần giao dịch của thị trường cryptocurrency. Tuần vừa rồi chúng ta đã có rất là nhiều kèo chiến thắng. Nếu mà anh chị chưa xem cái những cái kèo chiến thắng của chúng ta trong cái video tuần vừa rồi thì anh chị bấm vào nút J này xem lại nha. Đấy, bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta đã chốt gần hết toàn bộ các giao dịch từ Bitcoin đến altcoin trong tuần trước rồi, và chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho một cái vụ mùa mới, một những cái giao dịch mới. Xin mời anh chị đi vào video. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Ok, nếu anh chị mà muốn xem xong cái video, một cái video của Trader Việt và muốn xem thêm nhiều video hay hơn nữa thì có thể kéo xuống như thế này ha. Trong cái giao diện mới xem xong cái video mới, chúng ta kéo xuống, chúng ta bấm vào cái nút From Trader Việt này. Đó là những cái video mà mới lên gần đây hoặc là những video hay nhất của Trader Việt sẽ được sổ ra đây. Đấy, thì anh chị bấm vào anh chị xem tiếp nha. Rồi bây giờ anh chị mời anh chị xem video. Ok, trước khi đi vào video Bitcoin thì có ba việc Hoàng rất là vui nếu mà anh chị có thể làm được. Thứ nhất là để lại comment bất kỳ một cái đồng coin hoặc một cái thị trường hoặc một cái mã chứng khoán hay là cái bất kỳ thị trường nào đó mà anh chị cần phân tích, Hoàng sẽ trả lời comment của anh chị trong thời gian ngắn nhất. Thứ hai là để lại comment cái nhận định của anh chị cho thị trường trong tuần tới. Và thứ ba là chia sẻ nha anh chị, bấm nút chia sẻ cái video này lên Facebook theo chế độ công khai. Cái nút chia sẻ nó nằm cũng gần sát so với cái nút like thôi, cho nên anh chị nếu mà like video clip thì Hoài rất là cảm ơn rồi, nhưng nếu mà anh chị chia sẻ video clip nữa thì Hoài rất 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 là biết ơn anh chị, bởi vì cái nút chia sẻ nó mang cái sức mạnh cao hơn nhiều so với nút like, vì nó có khả năng nó lan tỏa cái video này lên ra tới nhiều trader khác. Bây giờ chúng ta cùng đi vào biểu đồ Bitcoin. Phương pháp chúng ta sử dụng vẫn là phương pháp price action của Bob Wurman. Bob Wurman viết như thế nào để Hoài viết cho anh chị để anh chị có thể tự nghiên cứu ha. Đây, Bob Wurman đấy, viết như thế này. Đây ha, ông này là một scalper, tức là một trader giao dịch lướt sóng nhanh trên khung thời gian ngắn. Nhưng mà cái phương pháp của ổng rất là hay, cho nên Hoài đem cái phương pháp của ổng đi áp dụng lên cái khung thời gian chúng ta giao dịch ở đây là khung thời gian D1 luôn. Rồi phương pháp là price action kết hợp với một đường trung bình động hàm mũ, đó là đường EMA. Đấy, đường EMA thì đường EMA của ổng sử dụng là EMA 20 25 chu kỳ nha. Trên khung thời gian ngắn của ổng là ổng sử dụng 25 chu kỳ. Nhưng mà khi mà chuyển sang cái khung D1 này thì Hoài điều chỉnh nó một chút xíu. Hoài điều chỉnh giảm xuống còn EMA 21 chu kỳ là nó sẽ phù hợp hơn với những cái khung thời gian dài. Đấy, khung thời gian dài như là chúng ta đang giao dịch trên D1. Đấy, còn ông Bob Wurman này trong cái quyển sách của ổng trong cái quyển sách của ổng là ổng sử dụng cái đường EMA 25 chu kỳ. Bởi vì ông giao dịch trên khung 5 phút rồi anh chị. Trên khung 5 phút thì ông cần một cái đường EMA nó dài hơn để nó có thể bớt đi cái độ nhiễu đi. Còn với cái khung thời gian D1 là một cái khung thời gian mà cái độ nhiễu nó không có cao. Đấy, cái mức độ mà nhiễu của thị trường rất là thấp. Cho nên Hoài giảm cái mức độ cái chu kỳ của cái đường EMA xuống còn 21 là nó rất phù hợp, đặc biệt là với thị trường crypto và thị trường forex. Đấy, những video phân tích vàng, forex, chứng khoán Mỹ hay là cryptocurrency trên khung thời gian D1 Hoài đều sử dụng cái phương pháp này, đó là price action kết hợp với đường EMA. Cái cách phân tích như thế nào Hoài đã hướng dẫn trong nhiều video rồi, và sắp tới là Hoài sẽ khởi động một cái series mới, đó là phương pháp price action kết hợp với đường EMA 21 này. Đấy, làm lại một cái series video hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, cách vào lệnh như thế nào, cách thoát lệnh như thế nào, cách quản lý lệnh như thế nào, để mà chúng ta có cái xác suất thắng cao cũng như là kiếm được cái mức lợi nhuận cao. Và cái phương pháp đó Hoài sẽ vừa hướng dẫn phương pháp cho anh chị, vừa làm trên cái biểu đồ thực chiến luôn, để cho anh chị thấy được là
cái phương pháp này áp dụng vào thực chiến như thế nào, chứ không chỉ là những ví dụ đơn thuần, đúng không ạ? Những ví dụ đơn thuần mà phân tích quá khứ thì chúng ta dễ quá rồi, bởi vì nhìn vào quá khứ thì phương pháp nào mà chả đúng, đúng không ạ? Còn đây họ sẽ áp dụng cái phương pháp này trên biểu đồ thực chiến để anh chị xem. Và anh chị nếu thích cái series này thì anh chị để lại comment tôi quan tâm, hoặc là anh chị bấm subscribe kênh để mà chúng ta theo dõi. Rồi bây giờ chúng ta, cái biểu đồ Bitcoin sau khi nó hoàn thành một con sóng tăng như thế này thì nó bắt đầu chuyển sang con sóng điều chỉnh. Có hai dạng sóng điều chỉnh, thứ nhất là sóng điều chỉnh giảm hoặc là điều chỉnh dạng tích lũy đi ngang. Đấy, giống như bên tay trái này là điều chỉnh dạng tích lũy nè, anh chị thấy không ạ? Tích lũy trong mô hình tam giác giảm thì nó điều chỉnh giảm bình thường hay là điều chỉnh tích lũy chúng ta không biết, chúng ta phải chờ đợi cho giá di chuyển tiếp thì chúng ta mới biết được. Tạm thời thì chúng ta thấy giá nó giảm như thế này, chúng ta vẽ được một đường xu hướng giảm đơn giản, hay vẽ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái setup của chúng ta có xài được hay không, trước mắt hoàn toàn chưa xài được, bởi vì giá đang có một cái pin bay giảm giá này. Pin bay giảm thì vẫn là dấu hiệu cho thấy cái con sóng điều chỉnh này vẫn còn có thể là tiếp diễn. Và thứ hai là anh chị thấy cái đường EMA nó bắt đầu nó phẳng ra này, thấy không ạ? Đấy, cái đường EMA 21 nè, phẳng đây, đường màu trắng này đó, nó bắt đầu thay vì nó dốc lên thì nó đang phẳng ra, chứng tỏ thị trường vẫn còn có khả năng điều chỉnh tiếp tục. Cho nên khuyến nghị của Hà trong tuần tới cho Bitcoin đó là chúng ta tiếp tục đứng ngoài và chúng ta quan sát thị trường. Đấy, quan sát thị trường, nếu mà nó hình thành một cái mô hình như thế này, như bên tay trái này, thì chúng ta chờ đợi mô hình phá vỡ rồi chúng ta vào lệnh, như chúng ta đã vào trong cách đây 2 tuần ngay tại cái buổi tinh tăng. Còn nếu cái con sóng giảm này điều chỉnh tiếp tục thì chúng ta cứ tiếp tục nối cái đường xu hướng này kéo dài ra thôi. Nối đường xu hướng này kéo dài ra thôi, và cho tới khi nào đường EMA này vẫn đang được tôn trọng lại, hoặc là nó có một cú phá vỡ lên trên, thì chúng ta mới vào lệnh. Tiếp theo là Ethereum. Ethereum xu hướng vẫn còn là tăng nha anh chị, dù nó đang điều chỉnh giảm nhưng xu hướng vẫn còn là tăng. Bởi vì sao? Bởi vì đáy dẫn tới đỉnh cao nhất của nó nằm ngay tại đây, ngay tại cái đuôi nến này nè. Đó, đáy này dẫn tới đỉnh cao nhất, thì tới khi nào nó phá vỡ được cái mức này 1040 này thì cái xu hướng nó mới đảo chiều sang giảm. Hiện tại đường EMA đang bị xuyên thủng bên dưới rồi, xuyên thủng và đóng cửa bên dưới rồi, cho nên xu hướng là còn là tăng, nhưng mà nó đang tiếp tục con sóng điều chỉnh giảm. Tạm thời vẽ được một cái đường xu hướng nhỏ như thế này. Đó, vẽ được đường xu hướng vậy đi, tạm thời thôi nha anh chị. Nếu mà cái chúng ta có cái sự thay đổi trong những thanh nến đó, thì chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh cái đường xu hướng cho nó đúng hơn. Thời gian tới tiếp tục chờ đợi Ethereum điều chỉnh ha, chờ đợi Ethereum điều chỉnh ha. Và khả năng là nó sẽ điều chỉnh đến cái cụm hành động giá bên tay trái này nè. Đó, đây kéo dài cái vùng này ra. Đó, chúng ta thấy bên trái có một cái vùng dằn co, thì khả năng sắp tới ha, khả năng thời gian sắp tới là Ethereum sẽ chạm lại cái vùng dằn co này, và có khả năng sẽ có một cú đảo chiều lên đây. Lúc đó thì chúng ta sẽ cập nhật lại biểu đồ mà chúng ta không có dự đoán trước được. Tiếp theo là Litecoin. Litecoin xu hướng vẫn còn là tăng, nhưng tạm thời đường EMA 21 đang bị xuyên thủng nè, và nó chạm lại đường EMA 21 bằng một cái pin 3 giảm giá, pin 3 giảm giá, cho nên tạm thời là anh chị có thể vào một lệnh sell nhỏ nha, và một lệnh sell nhỏ thôi theo cái thanh pin 3 này, quanh sell quanh 173.4 đi, dừng lỗ đặt quanh 206, cao hơn chút xíu. Đấy, chúng ta canh chốt lời quanh 136 hoặc thấp hơn là 122. Chúng ta đang bán ngược xu hướng nha anh chị, xu hướng vẫn còn đang là tăng nhưng mà chúng ta đang sell, bởi vì chúng ta thấy cái điều kiện thị trường nó còn khả năng nó giảm tiếp, cho nên chúng ta bắt buộc phải giảm khối lượng vị thế lại 1/2 để bớt cái rủi ro đi. Đấy, cái rủi ro chúng ta là chúng ta đang đi ngược xu hướng, cho nên bắt buộc phải giảm khối lượng vị thế lại. Cái mục tiêu chúng ta nhắm tới là quanh cái vùng cạnh đáy này nè, hợp với vùng số tròn khoảng 122. Đấy, tới lúc đó thì có khả năng là Litecoin sẽ tiếp tục được chặn lại bên cái vùng này và nó đi ngang tại đây. Mà tới lúc đó thì chúng ta mới biết được, tạm thời chúng ta cứ sell, chúng ta ăn con sóng giảm xuống như vậy cái đã. Tiếp theo là ADA. ADA trong quá khứ chúng ta đã có khá là nhiều cái setup để chúng ta mua ADA. Theo cái setup chúng ta đó là giá lấp đầy khoảng trống cuối cùng giữa
đường EMA21 và một cái đường xu hướng của con sóng điều chỉnh. Đấy, như là bên tay trái thì thấy con sóng điều chỉnh chúng ta nối được một xu hướng như thế này, và có một thanh nến tăng lấp đầy khoảng trống giữa cái đường này với cái đường EMA bên dưới thì chúng ta bay lên. Tiếp tục con sóng điều chỉnh nó đi ngang như thế này, chúng ta vẽ đường nằm ngang, đúng không? Chúng ta vẽ đường nằm ngang thì khi có một thanh nến lấp đầy, có thể là thanh này hoặc là thanh này, thanh này cũng được nhưng mà nó nhỏ quá cho nên chúng ta bỏ qua, chúng ta chọn những thanh mà nó dài hơn chút xíu. Đấy, như thế này nè, là nó phá vỡ cái đường kháng cự ngang và bên dưới là đường EMA21, chúng ta bay lên đó ăn con sóng như vậy. Tuần vừa rồi cũng chúng ta cũng đang chờ một setup tương tự, đó là chờ cho giá điều chỉnh bên dưới cái đường xu hướng giảm này, nhìn vậy không ạ, bên dưới đường xu hướng giảm này và có một thanh nến tăng lấp đầy khoảng trống ngay đây và nó bật lên thì chúng ta mới mua. Nhưng mà cái thanh nến chúng ta bật lên lại là một thanh nến gap, tức là một thanh nến nhảy khoảng trống giá. Đấy, cái thanh này nè, đánh dấu cho anh chị xem. Đấy, cái thanh này đây ha. Đó, cái thanh này là cái thanh mà nó nhảy khoảng trống giá cho nên chúng ta không vào lệnh được. Chúng ta tránh những trường hợp chúng ta vào lệnh ngay tại những thanh nến khoảng trống giá nha. Bởi vì ngay sau đó hai thanh, ngay tại thanh này, nó có một cái đuôi nó sọt xuống dưới anh chị thấy không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta đặt dừng lỗ quanh cái mức là dưới đáy này, quanh 0.18 đi thì chúng ta đã dừng lỗ rồi. Đấy, tránh trường hợp chúng ta vào lệnh khi mà có một thanh nến phá vỡ lên trên, mặc dù nó thỏa mãn cái điều kiện của chúng ta rồi đó, nhưng mà chúng ta vẫn nên tránh. Bởi vì sao? Bởi vì cái khoảng trống giá bên dưới này nó có khả năng rất là dễ bị lấp đầy, cho nên chúng ta đặt dừng lỗ ngay dưới đây thì rất là dễ bị dính dừng lỗ đó ha. Bây giờ chúng ta có một setup mới. Đấy, chúng ta có một setup mới, đó là giá bắt đầu phá vỡ khỏi cái đường kháng cự ngang này. Nhiều anh chị sẽ rất là muốn vào lệnh mua ngay tại cái thanh nến tăng này hoặc là thanh nến tăng này, bởi vì anh chị thấy cái đường kháng cự ngang này nó bị phá vỡ lên, đúng không ạ? Đường kháng cự ngang này bị phá vỡ lên, nhưng mà đối với Hoài bỏ qua cái kèo này, bởi vì anh chị thấy cái khoảng trống, chúng ta có một cái khoảng trống rất là lớn này giữa cái thanh nến chúng ta đặt lệnh với cái đường EMA21 nằm ngay bên dưới, đúng không ạ? Với những trường hợp bên tay trái thì anh chị thấy cái thanh nến đặt lệnh chúng ta ngay tại đây thì gần như không có khoảng trống bên dưới. Đấy, đường EMA21 nằm ngay bên dưới luôn. Đây cũng vậy, đường EMA21 nằm rất là sát ngay bên dưới. Đấy, với những cái kèo mà giá nó có một khoảng trống như thế này chúng ta bỏ qua nha anh chị ha, bỏ qua. Thì vì rất có khả năng giá sẽ điều chỉnh ngược lại lấp đầy cái khoảng trống này, chạm lại đường EMA sau đó nó mới tăng tiếp được, thì lúc đó dừng lỗ chúng ta bị thoát mất rồi. À, tránh những cái kèo này ha. Thời gian sắp tới thì cứ tiếp tục chờ đợi giá điều chỉnh xuống đường EMA mà thôi. Chờ đợi giá điều chỉnh xuống đường EMA, chúng ta vẽ đường xu hướng xong rồi có một thanh nến lấp đầy cái khoảng trống này đó, thì chúng ta mới mua lên. Tiếp theo là IOTA. IOTA bắt đầu là chúng ta có thể canh để chúng ta vào lệnh được rồi nha. Anh chị thấy giá bắt đầu điều chỉnh và đang tôn trọng đường EMA nè, vậy mà đấy, đang tôn trọng đường EMA và cái khoảng trống này bắt đầu dần dần nó được lấp đầy rồi, nhưng mà chưa có thanh nến tăng nào đủ mạnh, thì có thể là một hoặc là hai ngày sắp tới đấy, có một thanh nến tăng bật lên trên thì lúc đó chúng ta buy stop phía trên, dừng lỗ phía dưới đó. Cái kèo đơn giản là như vậy thôi. Và cuối cùng là NEO BTC. Với thằng NEO này anh chị thấy nó đang di chuyển trong một cái lá cờ, mô hình lá cờ mà cái lá cờ nó nằm ngang, đúng không ạ? Lá cờ nằm ngang giống như là một cái hình chữ nhật vậy đó. Đó, thì khả năng sắp tới nó sẽ tiếp tục di chuyển trong bên trong lá cờ này, và chúng ta chờ đợi cho tới khi nào mà cái đường EMA này, nằm ngay bên dưới này, nó tiến dần lên trên và giá bắt đầu FFF ha, bị ép nén bên dưới đường kháng cự ngang này với cái đường EMA này đó, thì lúc đó chúng ta mua lên quanh cái khu vực này này tại đây. Đấy, tưởng tượng nha, tưởng tượng nếu mà đường EMA bắt đầu nó di chuyển nó tiến lên trên đây nè đó, và giá bắt đầu bị nén bên trong bên giữa đường kháng cự này và đường EMA bên dưới thì break lên một phát chúng ta mua vào đó. Còn bây giờ thì chưa mua được nha. Trên đây là cái video phân tích Bitcoin và Ancoin Corporation. Anh chị có thắc mắc về bất kỳ đồng coin nào để lại comment bên dưới, Hoài sẽ trả lời comment. Thứ hai, đưa ra một nhận định của anh chị trong thời gian tới, và thứ ba, chia sẻ cái video này lên Facebook giúp Hoài nha. Anh chị nào mà chưa subscribe thì dĩ nhiên subscribe kênh và bấm like cái video này nha. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị một tuần giao dịch đầy lợi nhuận và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.